tiếng liền, bỏ cả ăn. Ngoài trời thì bom đạn âm âm, vậy mà trong hầm anh thì vẫn có mổ. Nếu tôi có trình độ bác sĩ như anh, tôi giỏi như anh, tôi sẽ không bao giờ tôi làm như thế này. Tôi không mổ. Tôi yêu cầu rút thương binh lại. Giữ lại. Và ai là người chịu trách nhiệm? Tôi sẽ là người chịu trách nhiệm. Vậy thì đồng chí cứ việc. Để anh Sơn, chúng tôi đang ở đây thì ai sẽ là người chiến đấu ngoài mặt trận? Đúng, ai sẽ chiến đấu kia? Tại sao đồng chí làm việc lại nguyên tắc như vậy? Mà tôi nói cho cậu biết nhá, cứ nghĩ đến bản thân mình nhiều quá là nó chẳng ra cái đấy gì đâu. Na đi vào chuẩn bị cho việc, để đội tài thương đến còn chuyển đi ngay cho kịp. Na đi 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 đi. Cho dù thế nào thì em cũng vẫn yêu anh ấy. Lúc này vẫn nên im lặng là. Nhưng mà em khổ tâm vô cùng. Anh đã chẳng biết cái gì là còn ai. Đàn ông các anh á, cứ tài giỏi thông minh ở đâu đâu, chứ chuyện tình yêu anh nào cũng ngốc hết. Không khác để các cô làm loạn cái trạm quân y đấy lên à? À, lúc nào quỳnh 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 cứ như là quay mặt đấy. Người bắt cũng nặng khó năm năm ấy. Ông ấy mà làm nghề sản xuất mắm tôm thì đã phạm phải biết. Mắm tôm đây. Sao chị sẽ nhìn thấy anh mà không, cả rừng Trường Sơn sẽ nhìn thấy anh. Tớ sẽ lái đằng ấy ra bờ suối. Được. Dín 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 dín. Xe ta băng qua muôn núi ngàn sông, khắp nơi nhân dân đêm ngày ngóng trông. La la la. Anh sẽ đi tìm cho chưa?